Chào anh Trấn Thành và anh Trường Giang. Chào anh. Dạ cho em xin chào từ Hà Giang, em chào ban của Hà Nội, em chào Dội Phú Yên, chào Xuyên và Đồng Tháp, em chào Giáp Cà Mau và em lao về đây em chào ban tổ chức và cùng quý vị khán giả lời chào thân thương nồng nặc mùi bầu kết lời chào đó. Cho em xin một tràng pháo tay quý vị ơi. Anh đến từ đâu? Dạ em chỉ giới thiệu tên, anh hỏi tên em đi em trả lời. Anh tên gì vậy? Dạ thưa anh, em tên là Trần Văn Ngoan, sinh năm 1985, chiều cao 1m69, cân nặng là 53kg, số giấy chứng minh là 381-61239, số điện thoại là 0949800704, số nhà 135, số báo danh là 39, số dép là 42, số vợ là 1, số con là 2, và trong tương lai á là sao không để thi không thi em có kịch bản khác để chơi. Trời ơi tao y đúc theo tao thi đã và tao đúc điều thi thích nghi và mới cho tôi tao trôi qua bao năm không biết tao đợi tới tao quay được nổi âm nhạc đang chết liền sáng tao đâm thống 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 thì tao thống 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 thì tao cho mình trong hai trong tao đôi đông trong hồi hết nổi cắn lưỡi. Alo văn phòng đầu tư tư vấn tư tưởng tư thế tư gia bác sĩ Bạch Căn Sẻ nghe. Bạch Căn Sẻ là bẻ gân sạch đó. Anh bị sao? Bị sâu răng hả? Bị lâu chưa? Mới bị dễ thôi. Bây giờ anh biết cũi gần không? Rồi, anh đi ra chợ anh mua cho tôi 2.000 đồng muốn nha. Anh đi về anh lặt ra nam thì 7, nữ thì 9. Lấy cái đọt ngậm vô, sâu nó gặp đọt rau muống, nó phái lắm, nó ăn rau muống thôi. Nó không ăn găng đâu. Rồi cú gừng đó, anh giả nát ra nha. Rồi anh sắc ra, rồi anh bỏ vô trong cái son á, đổ vô 3 chén nước, sắc lợi. Sắc nó lợi còn 8 tô, không, 8 phân. Rồi anh lấy cái gỗ lược á, anh lấy cái gỗ lược dừa á, anh lược chứ đừng có cho nó sát nó xuống, rồi mình để cái chén nó còn ấm ấm thôi, cái mình đi cái hướng mặt trời mọc á. Rồi mình đổ vỏ mình đi vô mình lấy cái xác mình ăn. Chúc mừng bạn, bạn vừa đem về 2 triệu cho mình, cũng xàm lắm nhưng mà vẫn còn rung lắm nha. Rung nha, nãy giờ thấy vô rung bực bực. Tự tin lên bình thường thôi, mình nói như ở nhà mình nói thôi. Câu chuyện đang vui. Không, tại em bình thường lắm mà chương trình em thấy không tầm thường. Cho nên là em cũng... Anh là người có tiềm năng. Anh là cái người hiểu về hài. Chỉ có cái là hiện nay đang chưa tự tin. Mà muốn hài, muốn người ta cười là mình phải tự tin. Thấy không? Ca câu dùm cổ để cho tự tin nè. Đúng rồi. Rồi giờ em ca nha. Ca mạnh lên thoát hơi ra. Quất luôn ha. Quất luôn. Vừa ca vừa diễn. Vô. Trời ơi tôi muốn thét to lên cho trời long đất lở, cho núi thẳm gần quang sụp đổ tan. Tành bạch. Giờ là... bây giờ thích cải lương nhiều hay là thích nhạc trẻ nhiều? Dạ thích cái nào cũng nghe chứ con không biết thích cái nào luôn. Con không biết, nghĩa là con không biết con có thể loại gì luôn. Thể loại gì luôn hả? Có hát bolero không? Dạ có. Thử coi. Thử coi. Chiều nào tiếng nhau đi khi bóng ngả xê ta. Hoàng hôn tiếng đâu đây màu tiếng thầm từ hồn ai. Muốn không gian đường tang cầu sáu giây vung chia lìa này kéo dài. Trước khi phân kỳ ước sao cho tàu đừng đi. Nó chế đủ tư nốt. Để mấy chú có muốn nghe rap luôn không chú? Rap luôn, chơi. Đúng mà theo tao y, đúng mà theo tao thi đã và tao đúng điều thi thích nghi và mới cho mà tôi tao trôi qua bao năm không biết tao đợi tới tao quay được nổi. Âm nhạc đang chết liền sáng tao đâm thống 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 thì tao thống 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 thì tao cho mình thống 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 hết nổi cắn lưỡi. Bao nhiêu năm qua sống ở đâu mà giờ mới xuất hiện? Dạ sống ở dưới quê. Biết rồi. Ý là tôi nói vậy đó. Này có đem tôm, đem cá gì lên không? Dạ có mà cho bà chị chứ không có cho hai chú. Thi mà mấy thí sinh nào mà không biết điều qua giám khảo khó đậu lắm. Có đâu đi, đợt chú mới gắn cười đi gala con đem lên cho chục ký ăn. Nhắm vô không gala gì? Nhắm vô không mà gala? Nhắm vô không mà đội gala? Không biết đâu mà con hát hay mà con đi thi hài không biết. Hát bài 8 tầm hay gì? Thì con, bà hát Ông mấy cho con thi đi. Cái này phải đưa qua cho máy cho ai mới vui ha. Dạ con hát cái con sáng tác cái bài này để tặng người con gái con thương. Vâng, nhưng mà đã từng hả? Hay là bây giờ mới tặng? Dạ cái bây giờ người con gái đang tán tỉnh luôn. Tên gì? Liễu à hay gì? Nói tên nhà nói gần nhà con. Nói luôn. Thôi con không nói đâu. Nói đi. Ừ, không, không. Nói luôn người ta mới biết. Đâu kể nó đi, con bóng gió gì nó biết rồi. Đây có lẽ là điều lãng mạn nhất từ trước tới giờ anh làm cho em. Dạ thi. Rồi 60 giây bắt đầu.
là sao? Dạ để con ca đoạn sau nói đó mới là thì tiếp. Dạ con sợ không cười. Thì cho hết hết cái bài này đi. Dạ vậy cho người ta biết nó là cái gì thôi. Mày chảnh quá cua quẹo không chính vậy. Dẹp đờn luôn. Đợi nào vô Ngô Kiến Quy đi Thái Lan vậy cua Ngô Kiến Quy. Dạ hết. Là ý là cua ngựa ngán thương nhưng mà cuối cùng là cua quẹo không dính hả? Dạ đúng rồi, cua quẹo đâu dính đâu. Rồi vậy có gì khác không? Có mà dạ, dạ đi lỡ chơi cái kia luôn đi. Chơi chứ. Dạ, dạ mà có cái đàn này là con thấy nó mạnh nhất kìa. 30 giây bắt đầu. Vô. Đắp theo tao y đắp theo tao thì đã bắt đầu lớp thì thích nghi và mới mà tôi tao trôi qua bao năm không biết mà tao đòi tôi tao có bị được nó nên là lên thế liền sẽ tao bên nào thống tao bắt tao mang thì té tao thống tao tao bắt tao mang thì té cho mình tao mà ham tao thung tao đâm tao không quan tao không việc khác tao làm việc lắm việc đã đâm bự tao nước cái nước đường ngố học rác để biết được ai là quát đâu cũng nhân nhảy số để tao chạy với tao trên nhà cao tầng nhảy xuống đẹp nhạc mày ơi từng bảy cũng đã tao bị sâu cát đã rồi bị tông quá không đã còn bị công cát còn bị công đó loài 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 đôi chưa bị đập pin rồi no bắn đã chiến thắng vang rồi. Chúc mừng bạn đã nhận được 10 triệu đồng. Cô Duyên, công nhận dưới là công tử. Không, dưới con tại lắm. Thật là bắt buộc phải vào showbiz. Dạ. Nó có nhiều cách để mình làm. Ví dụ như bữa nào thu hoạch tôm, mình ngồi mình đàn giữa cái vua mình ngồi đó. Chiều nào tiếng tôm đi khi bóng ngà xe tàn. Thấy không? Cũng vui bộ. Dạ. Thiệt mà. Nói ca hay lắm đó. Ca hay mà nhưng mà đều đang bị giỡn. Đang bị ca giỡn. Ca phải tập trung vô là hay liền. Không có đâu. Như nãy giỡn cho vui thôi chứ nên tập trung là ca hay lắm á. Ờ. Đâu giờ đợt vừa ca bài bolero nghe chơi đi. Giờ mình giải lao trước khi mình thi dùm mới nè. Vậy cho con gan bản tặng bạn gái thiệt. Rồi chơi luôn. Nãy mới nói tặng mà chữ tao quá. Không có đó là cô con nhỏ kia. Con nhỏ kia chảnh quá. Sao chia tay em thấy sao về cuộc đời em. Em cô đơn này tiếng ơn đã kể ai xem. Sao chia tay anh tiếng ngồi trong phòng chơi game. Anh không đau, không khóc, lòng cũng chẳng say mềm. Chỉ là chung bối rối theo anh rối bời. Chỉ là chung khói bên trong mặt trời. Có lẽ em đã khóc rất nhiều. Có lẽ anh chẳng cảm nhận được bao nhiêu điều đó. Có lẽ em chẳng không thế nào. Có lẽ anh chẳng bận tâm em xa xa. Điều đó anh không thể biết em nào. Vì giờ này đã xa phao đau phao phao. Nổi hết nhà gà, rất hay. Cái bài này là em sáng tác à? Dạ, bài này Thịnh Si sáng tác. Bài cái bài của con sáng tác. Đâu, thí dụ bài sáng tác được rồi. Thí dụ rõ lời nha. Dạ.
Vậy thì con nghe ca Hà Đoạn Điệp Khúc đi. Dạ. Làm sao quên hành lang ngày nắng và gió, làm sao quên bóng mây đi ngàn đò, dòng nỗi người vẫn còn đây mà sao em xa nơi này. Em giờ vui nơi tình nhân mới, tôi ngồi đây bên say tình tôi với tiếng đàn tôi buông là lời trong đêm trường. Em giờ đây vui tình nhân mới, tôi ngồi đây ôm đàn tôi hát cho vơi đi nỗi lòng một mình tôi thâu. Bài này tên là Hành Lang Cũ phải không? Dạ không có, bài con sáng tác ơn thiệt. Thì đặt cái tên là Hành Lang Cũ. Con tính đặt Hạ Nhớ. Hạ Nhớ sến vậy? Làm được cái bài nghe cái hay thì Hạ Nhớ chứ. Nên được ra là Hành Lang Cũ hay. Đúng rồi. Kiểu.